TV256 xin thông báo khẩn với quý anh chị em, ngày 17 tháng 8 sắp tới đây thì nhà cầm quyền Cộng sản sẽ đưa cô Nguyễn Thị Tâm. Cô Nguyễn Thị Tâm là cái cô mà đầu tiên đây nè, và người kế tiếp là anh Trịnh Bá Phương nha. Anh Trịnh Bá Phương là ở hàng dưới kế cô Nguyễn Thị Tâm đó. Đưa hai người này ra xét xử vào ngày 17 tháng 8 năm 2022. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2022, đến 17 tháng 8 là còn tổng cộng là 9 ngày nữa nha quý bà con cô bác. Đây là những hình ảnh, tất cả những hình ảnh này đó là những hình ảnh của những người đấu tranh, những người mà người ta muốn cho cái đất nước được tốt đẹp, gọi là đất nước được tự do, dân chủ và nhân quyền. Cái đó là ước mong của toàn dân chứ không phải là chỉ có những người này. Ước mong của toàn dân là như thế. Tại vì 5 triệu người người ta ra hải ngoại, hiện tại là có gần 5 triệu người ở hải ngoại. Người ta biết được cái thế giới như thế nào, người ta biết được cái tự do, cái dân chủ, cái nhân quyền nó làm giàu đất nước như thế nào. Người ta biết hết đấy. Nó phải dựa trên cái nền tảng tự do, dân chủ, nhân quyền thì cái đất nước mới giàu được. Còn một cái chế độ đó, mà chế độ mà TV256 gọi là chế độ Việt Cộng, là cái chế độ đó là mọi rợ, mang rợ. Cái cộng sản là người ta đã bỏ từ lâu rồi. Cái chế độ gọi là Lai Căng, phải không? Bắt chước theo các Mác Lênin rồi đó, bây giờ người ta đã dục bỏ vào thùng rác rồi. Trong khi cái thằng Việt Cộng vẫn tiếp tục dùng, nó lai căng đến nỗi là nó phải dùng cái cờ búa liềm của Liên Xô, nó lai căng đến nỗi nó dùng cái cờ của chính Phúc Phúc Kiến làm cờ nước, nó lưu manh như vậy đó. Nó nhục nhã như vậy đó. Người Việt Nam mình đi sử dụng cái cờ Phúc Kiến làm cờ nước, nó không có ai mà viết ra vẽ ra cái lá cờ mà đỏ sao vàng hết đó. Quý vị thử hỏi coi ai là người vẽ lá cờ đỏ sao vàng, nguồn gốc nó phát xuất từ cái tỉnh Phúc Kiến, nó lai căng, nó lấy cái của ngoại bang, nó lấy của giặc Tàu nó đem về nó làm cờ tổ quốc. Có phải nó hề không? Nó không có một người Việt Nam vẽ ra được cái lá cờ nữa. Quý bạn cứ thử hỏi tất cả mấy người trong nước coi ai là người vẽ ra cái lá cờ, tất cả nó nguồn gốc từ cái tỉnh Phúc Kiến. Quý vị phải hiểu như vậy. Thì ngày hôm nay đó, nó xử những người, đây là những người mà công dân yêu nước nè. Đây là những cái hình ảnh cho quý anh chị em thấy. Tất cả những hình ảnh mà TV256 đã nghiên cứu rất là kỹ. Những hình ảnh đây là những người yêu nước. Tất cả họ đều bị bắt vì ba cái điều luật rất là man rợ. Cái điều luật thứ nhất là điều 331. Cái điều luật thứ hai đó, 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Còn cái điều mà 117 á, là tuyên truyền chống gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tích trữ tài liệu rồi đó, cái điều đó rất là lưu manh. Trong khi đó người ta có quyền tự do ngôn luận thì nó nói là tuyên truyền. Còn thật ra nó không có tự do dân chủ chút nào hết á. Cái đất nước cộng sản là hoàn toàn không có tự do dân chủ, mà cứ nói lợi dụng quyền tự do dân chủ. Có phải nó đánh bóng không? Đánh bóng cả thế giới là nước nó có quyền tự do dân chủ, thành ra người ta lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trong khi cái lợi dụng nó và cái dự trữ mà sử dụng nó cũng giống nhau thôi. Nếu mà thật sự có những cái quyền như thế á, thì người ta có thể người ta lợi dụng cái quyền đó. Lợi dụng cái quyền đó đâu có tội. Lợi dụng với sử dụng cái quyền đó hoàn toàn không có tội. Đúng không? Trong khi nó bắt biết bao nhiêu người. Đây là ít ra là TV cũng có là ba cái list như vậy. Ba cái list những người, quý anh chị em thấy
tất cả những người đấu tranh như vậy, tất cả những người yêu nước vì muốn cái đất nước mình được tự do, dân chủ, nhân quyền, và họ đang bị ở trong tù. Họ là người yêu nước, họ chống lại cái xã hội chủ nghĩa. Cái xã hội chủ nghĩa nó làm nghèo cái đất nước. Nó có hỏi ý kiến dân chưa? Chế độ Việt Cộng đã từng hỏi ý kiến dân chưa? Mà phải đặt đổi cái tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Tên nước mà làm sao mà trở thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa được? Việt Nam chỉ là cái chủng từ thôi, để mà bổ nghĩa cho cái đồng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Đặt tên nước gì mà kỳ cục vậy? Đặt tên nước gì mà mang rỡ vậy? Cái chủng từ là phía sau để mà nó bổ nghĩa cho cái danh từ. Giống như người ta viết, người ta nói là Việt Nam Cộng Hòa, thì cái Cộng Hòa đó là cái chủng từ để bổ nghĩa cho cái chữ Việt Nam. Cũng đặt cái tên Việt Nam sao chót ấy, thì giống như là Việt Nam mà bổ nghĩa cho cái, nó là chủng từ thôi. Còn tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, đi gọi là ngược dân phạm của Việt Nam hết trơn. Thì hôm nay á, TV256 á, nhận được cái thư để mà biết được rằng là có cái vụ xử vào ngày 17 tháng 8 năm 2022, xử tại Hà Nội đây nè. Nhớ đó quý vị anh chị em, thời gian mở phiên tòa là vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2022. Địa điểm mở phiên tòa phòng xét xử số 3, trụ sở tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, số 1 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vụ án được xét xử công khai. Mình rất rành về cái việc mà xét xử công khai như thế này. Miệng thì nó nói công khai nhưng mà nó đâu có dám cho dân thấy công khai đâu. Muốn vô trong được trong tòa án đâu phải dễ không? Đâu có dễ đâu, không có công khai tí nào đó. Mấy người thân của người tù nhân nó đâu có được vô đâu. Nghe TV256 đọc thêm nha. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Nói thiệt đó, cái chế độ này nó mội rợ lắm. Nó ra quyết định như vậy là ngày 17 tháng 8, nhưng là TV256 nghĩ rằng nó là cái thằng nữa là thay đổi liên tục, luật pháp nó cũng thay đổi liên tục luôn. Nó cũng thay đổi, sẽ nó thay đổi cái ngày khác cho coi. Nó thay đổi, nó đổi đổi thành 17 tháng 8, nó dời một tuần lễ nữa cho coi. Mình dự định như thế nào là nó biết là nó thay đổi hết á. Cái chế độ đó là mới rõ là như vậy đó. Biết bao nhiêu lần nó thay đổi rồi. TV256 để ý rất rất nhiều lần nó thay đổi. Nó thay đổi ngày. Quyết định là điều 1 nè, đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự với các bị cáo. Thứ nhất là Trịnh Bá Phương, sinh năm 1985, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và trú tại số nhà 33 tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Chữ phường mà thiếu giáo quyền à. Có cái đó mà cũng sai nữa. Luật pháp mình đã phải là chuyện trò đùa đó. Một cái đơn từ mà phải, đừng có để đánh sai nữa. Phải ráng ráng mà tìm cách sửa sai chứ. Rồi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm về tội làm tàn trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ai cho chúng bay đặt tên nước, đổi tên nước là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gì? Chúng bay có hỏi ý kiến của người dân chưa? Từ 1975 rồi 76 đổi tên nước à? Ai cho phép tụi bay đổi tên nước vậy? Tên nước Việt Nam phải phận muôn đời là Việt Nam, nghe không? Tại sao phải đổi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Nhà nước nào? Có nhà nước nào không có nước nước nào mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó? Không có cái nước nào mà tên người kỳ lạ như vậy. Tự nhiên rồi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nè, coi như Việt Nam đây là cái tỉnh từ nè, để mà bổ nghĩa cho cái tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Tiếng Việt Nam của mình á là chữ đằng sau này nè, cũng như người ta nói cà phê đen thì chữ đen đây là tỉnh từ nè, Việt Nam này là tỉnh từ nè, để mà bổ nghĩa cho cái tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nó quái đản như vậy đó, rồi mà nó lại đưa ra, nó đặt là tên nước. Bởi vì cái đất nước không điên cũng uổng, không nghèo cũng uổng, làm cho người dân khổ sở như vậy. Tất cả những người này là đều yêu nước, là Trịnh Bá Phương, là Nguyễn Thị Canh, là những người yêu nước. Điều 117 không có tội gì hết á. Nguyễn thứ hai, Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1972, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú gì đó, số nhà đó ha. Nè, cũng sơ thẩm về cái tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mấy cái này đâu phải là tội đâu, thấy không? Mình làm, mình nói lên cái quyền tự do ngôn luận của mình mà. Nó được ghi vào trong điều 25 hiến pháp mà. Con người ta có quyền tự do ngôn luận, con người ta có quyền tự do báo chí, thì người ta viết báo chí rồi người ta được tàn trữ những cái tài liệu đó. Người ta có quyền phát tán là người ta in báo ra cũng được, quyền tự do báo chí mà. Hoặc tuyên truyền thông tin là sao? Tuyên truyền thông tin là cái tội à? Tài liệu là cái tội à? Vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái nhà nước này đó là phải đáng chống là đúng rồi. Tại sao luật người ta là nhà nước Việt Nam, là nhà nước Việt Nam, tự nhiên mình đổi tên thành nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi mình nói người ta chống? Mình đổi tên tầm bậy tầm bạ, mình có hỏi ý kiến dân chưa? Tôi hỏi mấy anh Việt Cộng chứ, mấy anh hỏi ý kiến dân chưa mà các anh lại đổi tên nước như vậy, đúng không? Không có ai mà chống cái đất nước của mình nữa đó. Các anh đừng nhớ, không có một người Việt Nam nào mà chống lại được cái đất nước của mình đó. Người dân chống là chống cái bộ cộng sản chúng ta á. Người ta chống là chống những thằng Việt Cộng, những thằng cộng sản làm hại đất nước, làm nghèo đất nước, là tham nhũng từ là đầu đến đích luôn. Có thằng Việt Cộng nào mà chân chánh không? Có thằng Việt Cộng nào mà không có tham nhũng không? Thành ra đừng có nói rằng những người nào mà chống cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những người yêu nước. Bây giờ khi xưa đó, khi mà năm 75 nó vào Sài Gòn đó, nó cho cái biểu ngữ là yêu nước là yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Yêu nước thì kỳ gì? Thành ra những người này đã bị xử tội rất là nặng nè.
coi một người thì bị gọi là bao nhiêu năm tù, mức hình phạt là 6 năm tù, để coi qua qua cái phần thứ hai. Điều hai, những người tiến hành tố tụng, thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Hoàng Văn Hạnh nha. Bây giờ tôi hỏi ông thẩm phán này, ông có trong đảng không? Đâu có thằng thẩm phán nào mà không có trong đảng. Mà anh xử như vậy là anh xử ai? Anh là người đảng, là anh là một cái ngành tư pháp mà đảng cầm quyền nữa thì làm sao anh xử ai? Có phải bất công không? Anh xử chỉ có làm lợi cho cái đảng cộng sản của anh, tại vì cái thằng thẩm phán này là ba cái thằng đảng viên đảng cộng sản. Anh là đảng viên đảng cộng sản, anh không có được quyền xử ai hết á. Cái ngành tư pháp phải hiểu là phải được độc lập hoàn toàn với tất cả đảng phái thì anh mới xử được. Anh xử mà anh mang những cái thằng mà đảng viên đảng cộng sản như vậy rồi làm sao mà xử, làm sao mà công bằng được, thấy không? Hoàng Văn Hạnh nè, Mai Anh Tài nè, Nguyễn Xuân Hùng nè, những cái thằng đảng viên như thế này đó là cái những thằng mà hại nước. Những thằng cộng sản là những thằng hại nước. Thế giới người ta đã tẩy chay cộng sản rồi, ai cũng gặp cộng sản cũng sợ thấy bà rồi. Thư ký phiên tòa là ông Nguyễn Văn Hải nè, thư ký viên tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nè. Mấy cái người này đó làm ơn tại tại sao ghi rõ là có cái thẻ đảng luôn đi cho người dân biết. Tất cả những tên này là gần như đảng viên hết đó. Theo mình biết là như vậy đó. Tất cả nó là chỉ là người dân thường gọi là tà án thôi, chứ nó không phải là tòa. Nó không phải là tòa án mà nó là tà án. Tà ác đó. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cao cấp tại Hà Nội tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện Kiểm sát Nhân dân cao cấp tại Hà Nội, cái gì cũng trồng trồng vô là nhân dân nữa thôi, toàn là mấy thằng điếm luôn, cái gì nó cũng vô vào là của nhân dân, chứ sự thật dân có làm cái gì đâu, dân có được làm cái gì đâu, thấy không? Nó mượn danh là của nhân dân không à, chứ sự thật là nó là những thằng cộng sản không á. Mấy thằng viện kiểm sát này nó là cộng sản không, chứ nó đâu phải là nhân dân đâu, mà nó cứ đặt tên là nhân dân. Những người tham gia tố tụng khác, người bào chữa cho bị cáo Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm là luật sư Nguyễn Hà Luân, luật sư Lê Văn Luân, luật sư Phạm Lễ Quyên, văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long thuộc luật đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thứ hai, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Tâm là luật sư Lê Đình Việt, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Minh Tiến thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thứ ba, người bào chữa cho bị cáo Trịnh Bá Phương, luật sư Nguyễn Văn Miến, văn phòng luật sư Hồng Đức và luật sư Đặng Đình Mạnh, văn phòng luật sư Đặng Đình Mạnh đều thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhận Viện Kiểm sát Nhân dân cao cấp tại Hà Nội, trại giam số 1 công an thành phố Hà Nội. Các bị cáo qua trại tạm giam, người tham gia tố tụng theo địa chỉ lưu hồ sơ vụ án, thẩm phán Hoàng Văn Hạnh, nhớ nha, nhớ mặt cái thẩm phán Hoàng Văn Hạnh. Một hơi TV256 sẽ tìm ra cái mặt tên thẩm phán Hoàng Văn Hạnh này nè, coi nó là cái chức vụ gì, nó có phải là đảng viên đảng cộng sản hay không,
nắm cái thằng cầm đầu này là biết nó là đảng viên Đảng Cộng sản hay không à. Rất là mang rợ với ba cái điều luật như vậy, ba cái điều luật để mà bắt người ta. Hồi nãy thì nói nhiều về cái điều luật mà 331, điều 331 rất là mang rợ, lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng mà làm sao mà lợi là có cái tội, tội là phải vi phạm như thế nào chứ, tại sao lại lợi dụng, vô lý không? Nè, quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm nha, đây là phiên tòa phúc thẩm đó, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc, dân thư số 6986/2022 quyết định xét xử Phương B, là chắc là Trịnh Bá Phương, tờ là xét xử Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm đây nè, tội tội về hình sự đây nè. Mấy cái này mà hình sự cái gì, mấy cái này người ta đã phải ăn cắp ăn cướp ăn trộm đâu mà hình sự, trong khi hình sự đó biết bao nhiêu thằng không mà không bị bắt đi, biết bao nhiêu thằng cả mấy trăm cả ngàn thằng tham nhũng nữa không bắt hết đi, trong khi đây là những người yêu nước thôi. Quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội căn cứ vào các điều 45, 255 và 346 bộ luật tố tụng hình sự. Trời ơi, đọc là thấy cái mang rợ rồi đó, đang gọi là bắt người ta về cái tội mà tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tự nhiên bây giờ đưa vô căn cứ vào các điều 45 làm sao, 45 TV vào cái 45 255 và 346 này, TV thấy là toàn là vấn đề mà ma túy không à. Tại sao mình xét xử mình kết tội người ta điều 117 thì mình phải căn cứ vào điều 117 chứ, tự nhiên là mình đang người ta đã xử án rồi, bây giờ là tòa án cấp cao thôi mà tại sao căn cứ vào các điều khác như vậy? Mình đã cái tòa sơ thẩm mình đã xử rồi là vi phạm vào điều 117 thì mình vẫn theo cái vi phạm điều 117, tự nhiên căn cứ theo điều 45, 255 và 346 TV256 vô trong tìm đây á, thì nó ra là toàn mấy cái tội mà xì ke ma túy rồi không à, tự nhiên căn cứ đây điều à. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số gì đó, quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trịnh Bá Phương nè, thấy không, Trịnh Bá Phương nè, sinh năm 1985 nè, xét xử vi phạm vào địa điểm đã bị xử 10 năm tù đó, 10 năm tù về cái tội mà làm tàn trữ phát tán và tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với mức hình phạt là 10 năm tù theo quy định tại điểm A, B, C khoảng 1 điều 117 bộ luật hình sự. Biết anh chị em thấy vô lý không? Đưa người ta ra mà căn cứ vào ba cái điều trên này nè, ba cái điều trên là 45 với 255 và 346, căn cứ vào cái điều đó mà lại xử lại là vi phạm vào cái điều 117 bộ luật hình sự, làm cái gì kỳ đấy, người ta vi phạm điều nào thì xử người ta điều đó thôi chứ. Bây giờ người ta bị 10 năm, 10 năm về cái điều 117 rồi, tự nhiên lại căn cứ vào cái điều gọi là 45 rồi 255 rồi 346. TV có chào tìm cái đọc này là ba cái tội mà buôn bán ma túy rồi chích thuốc gì thôi.
tầm bấy tầm bả. Có một cái tội mà cũng thử đưa thêm ba cái điều luật khác nữa. Rồi thứ hai Nguyễn Thị Tâm cũng vậy nè, bắt tạm giam người ta vào ngày 24 tháng 6, thời cách đây là trên 2 năm bà rồi, xử mà cứ giam người ta vài rồi giam người ta lâu như vậy rồi xử là ra tòa rồi, nếu mà chẳng may người ta trắng án thì sao? Ai thường những cái ngày mà 2 năm, trên 2 năm tù như vậy, trên 2 năm tù đó, hai năm rưỡi tù, những người này đã từng bị 2 năm rưỡi tù rồi, họ bắt là từ chút xíu này TV cho quý vị kia coi là họ bắt khi nào đó, bị bắt giam từ ngày 24 tháng 6 nữa. Bây giờ là tháng mấy rồi, bây giờ là tháng 8 rồi, 2022, bắt người ta là 2 năm, 2 năm hơn 2 tháng trời, 2 năm 2 tháng trời, trên 2 năm rồi, bây giờ mới xét xử rồi. Bây giờ nếu mà người này, hai người này được trắng án làm sao? Người luật sư người ta cải trắng án rồi, chẳng lẽ rồi giam người ta, tạm giam người ta suốt 2 năm trời vậy hả? Giam người ta gì trên 2 năm trời, mà từ cái điều mà 117 vi phạm, và cái điều 117 phạt là chị Nguyễn Thị Tâm là 6 năm tù và anh Trịnh Bá Phương đó là 10 năm tù đó. Mà rất là man rợ, tại vì anh Trịnh Bá Phương này đó, ảnh là người tố giác, gọi là những công an điều tra đánh vào cái dương vật của ổng, đánh vào dương vật của anh Trịnh Bá Phương, nó khốn nạn như vậy đó. Trong khi đó chủ tịch nước đã ký là công ước là chống tra tấn rồi. Chủ tịch gọi là chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quốc tế là công ước chống tra tấn, là không có được tra tấn, mà nó lấy là ba trắc, nó lấy cái gì mà nó đánh vào cái bộ dương vật của anh Trịnh Bá Phương. Và anh Trịnh Bá Phương đã tố cáo điều đó. TV đã nghe nghe điều đó. Đây. Đây là xét xử nè, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm nè. Tòa tuyên án khi thân nhân bị công an tạm giữ, hai nhà hoạt động nhận tổng cộng 16 năm tù và 8 năm quản chế. Đó, chị Nguyễn Thị Tâm với anh Trịnh Bá Phương. Đây là vợ vợ của anh Trịnh Bá Phương và hai đứa con nhỏ. Thấy không? Bắt giam người ta, hai đứa con người là bây giờ không cha, khổ không? Mà người ta tội cái gì? Người ta tội y nước, phải người ta bị mà tù tội về cái tội mà hình sự mình không nói. Người ta không phải bị tội hình sự, người ta không phải ăn cướp ăn cắp ăn trộm ai hết đó. Người ta chỉ lòng y nước thôi. Người ta là nạn nhân của những vụ cướp đất, người ta lên tiếng, lấy gì mà bỏ người ta tù 10 năm trời? Người ta có quyền tự do ngôn luận, người ta có quyền người ta lên tiếng theo cái điều 25 của hiến pháp. Cái luật pháp của Việt Cộng là luật pháp nó mọi rợ, nó không bao giờ nó thi hành cái bản hiến pháp, trong khi cái phiên bản hiến pháp là cái bản cao nhất, nó không bao giờ nó thi hành.
luật pháp nó mọi rợ như vậy đó. Nó cái xử rồi là theo 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 cái bộ luật hình sự thôi, mà bộ luật hình sự đâu có thi, đâu có theo bản hiến pháp đâu. Đúng. Bộ luật hình sự là cái bộ luật gọi là đáng vứt vào sọt rác, vì là nó vi phạm vào cái những cái điều trong hiến pháp. Hiến pháp là luật của hiến pháp là luật cao nhất. Đây, hai nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm bị xét xử từ sáng nay, ngày 15 tây tháng 12 năm 2021 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Phiên tòa kết thúc lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày. Cái đó là xử án lần thứ nhất đó. Xử án gọi là phiên tòa sơ thẩm đó, là một người bị 10 năm, một người bị 6 năm. Tòa tuyên án Trịnh Bá Phương 10 năm nè, tù giam nè, và 5 năm quản chế. Còn tuyên Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Theo nguồn tin của luật khoa đó. Mỗi rỡ không? Người ta gọi là thực hành, thấy không? Người ta gọi là sử dụng cái quyền tự do ngôn luận, thấy không? Để người ta lên tiếng. Nó đi, nó ép buộc người ta rằng là nó cho người ta là lợi dụng. Mà trong cái sử dụng với lợi dụng giống nhau đó. Không, ô cái này là nó nói là điều 117 chứ không phải điều 331. Điều 117 thì nó cũng vi phạm vào cái quyền tự do ngôn luận thôi. Đó là cái quyền của người dân. Người dân được cái quyền tự do ngôn luận như là bản hiến pháp ghi ra. Không có cái luật nào, luật con gọi là ăn hiếp luật mẹ. Quý vị nên nhớ rằng luật pháp á, bộ luật hình sự chỉ là bộ luật con, phải không? Nó đẻ ra, nó được đẻ ra, được bản hiến pháp nó đẻ ra. Luật con không có hỗn hào gì mà đi hiếp hiếp người mẹ như vậy, hiểu không? Bộ luật như vậy là luật luật này là nó loạn luân rồi. Đây là cái sự cái tội loạn luân của cái chế độ diệt cộng nè. Luật con mà đi hiếp luật mẹ, trong khi luật mẹ đó là điều 25, người dân có quyền tự do ngôn luận, tự nhiên bắt người ta về cái tội tuyên truyền. Tự do ngôn luận là người ta có quyền, người ta nói để mà chiêu dụ người khác, nói để mà thuyết phục người khác, nói để mà phản biện, để mà chỉ ra những cái sai lầm của người khác, chỉ có những cái sai lầm của chính phủ, tự nhiên bắt người ta về cái tội tuyên truyền. Vì là đúng là vi phạm vào cái điều 25 của hiến pháp rồi. Thành ra mình chứng minh cho quý anh chị em thấy rõ, đây là cái kiểu mà con hiếp mẹ đó, cái kiểu mà loạn luân đó. Luật pháp mà nó cũng có loạn luân trong đó nữa. Là cái luật pháp vứt và xọt rác, đúng không? Phải tôn trọng cái quyền của hiến pháp. Quyền của hiến pháp là tôi có quyền tự do ngôn luận, tôi có quyền gọi là thành lập hội nữa, tôi có quyền biểu tình nữa. Hiến pháp nó đã ghi rõ như vậy rồi, mà ba cái điều luật 117 này nó vi phạm hiến pháp rất rất là trầm trọng. Phải nói như vậy, nó vi phạm hiến pháp rất là trầm trọng. Nó là luật con mà đi hiếp luật mẹ, loạn luân là như vậy đó. Chứng cứ buộc tội họ là gì? Theo cáo trạng, chứng cứ buộc tội Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm được thu thập trên Facebook cá nhân. Trời đất ơi, cá nhân người ta muốn viết cái gì thì người ta viết chứ, trời đất ơi.
Nếu mà người ta viết á, mà có cái gì mà sai lầm hoặc là vu khống cái này gì á, thì người ta bị thưa kiện thôi. Bên Mỹ nó cũng có điều đó, khi mà viết viết những cái gì mà sai sự thật á, thì bị thưa kiện về cái tội đó, là nó thuộc, nó không phải là thuộc về tội hình sự, nó thuộc về cái tội vu khống thôi. Vu khống nó không phải nằm ở trong tội hình sự, hoặc là tội mà vu khống, hoặc là tội mà có thể là chửi bới hay là cái gì đó, là cái quyền của người ta. Ở bên Mỹ đây nó có quyền gọi là chửi tổng thống luôn, không có tội gì hết đấy. Những người đó là gọi là public figure, người ta chửi thẳng luôn đó. Viết ở Facebook mà cũng 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 là dùng khoảng thời gian vụ việc tại Đồng Tâm diễn ra. Khi mà Đồng Tâm diễn ra 3.000 quân người ta tấn công, thì tấn công vô vô làng thì người ta lên tiếng thôi. Riêng Trịnh Bá Phương còn bị buộc tội vì giữ một cuốn sách cẩm nang nuôi tù của Phạm Đoan Trang. Trời đất ơi, người ta viết sách cũng bắt vô trong tù. Thành ra chị Phạm Đoan Trang này được giải giải thưởng của quốc tế nhiều lắm, chỉ ít nhất là chị cũng được 3 giải thưởng quốc tế. Mà bây giờ cái cuốn sách của chị đó lại cáo buộc rằng là Trịnh Bá Phương bị buộc tội vì giữ một cuốn sách của chị Phạm Đoan Trang. Thấy cái chế độ nó man rợ không? Người ta có quyền sách viết sách, người ta viết cái gì cũng được, không có qua cái sự kiểm soát của ai hết. Mà cuốn sách đó, mà nếu mà có cái gì mà sai lầm á, thì ký kiện đi. Bên Mỹ nó thực tế là như vậy. Anh muốn viết cả triệu cuốn sách gì anh viết, nhưng mà anh viết mà không đúng đó, tôi thưa kiện anh. Nó gọi là tòa án dân sự. Dân sự là giữ người này kia thưa kiện với người kia, rồi đòi bồi thường thiệt hại 1 đồng danh dự, hoặc là bồi thường 1-2 triệu đô la, hoặc là đòi thường bị thiệt hại bao nhiêu thì đòi bồi thường bấy nhiêu. Nó là tòa án của dân sự, là giữa người dân này kiện người dân kia về cái vấn đề tội vu khống, hoặc là tội nhục mạ, chửi bới những người mà không phải là public figure đó, là những người mà không phải là những người nổi tiếng đó, thì người ta thưa kiện với nhau để mà bồi thường thiệt hại. Anh nhục mạ tôi thì tôi thưa anh ra tòa để mà bồi thường cái sự thiệt hại khi mà tôi bị nhục mạ như vậy. Tôi bị nhục mạ, tôi bị mất danh dự như vậy thì tôi thưa anh. Thì cái đó người ta gọi là dân sự. Tòa án dân sự nó không phải là tội hình. Còn bây giờ tự nhiên người ta chỉ vì người ta nói lên ở trên Facebook thôi, làm sao mà kết tội người ta là hình sự được? Tất cả đều là dân sự hết. Thông tin bịa đặt cái này cũng là dân sự, gây hoang mang cũng là dân sự hết. Bây giờ người ta đưa một cái tin đó gây hoang mang đi, thấy không, gây hoang mang đi, nó là tội dân sự, cứ thưa người ta phải bồi thường. Phỉ báng nè, xuyên tạc, phỉ báng nè, đòi bồi thường, chứ không phải tự nhiên ghép người ta vào cái tội hình sự được, đúng không? Theo AFA, theo RFA, Trịnh Bá Phương cho biết công an từng đe dọa sẽ bắt vợ của ông nếu như ông không nhận tội. Không, khốn nạn chưa? Khốn nạn chưa? Thấy không? Thành ra ông Phương ông phải nhận thôi. Trịnh Bá Phương phải nhận tội thì vì muốn cứu người vợ của mình thôi.
Cái đó là khủng bố đó. Cái đó là khủng bố tinh thần đó. Hiểu không? Cái đó rồi là chống tra tấn đó. Khủng bố là một, khủng bố tinh thần là một cái loại mà tra tấn. Tra tấn anh Trịnh Bá Phương để mà phải nhận tội. Trong khi đó TV biết rất rõ là Trịnh Bá Phương anh không bao giờ anh chịu nhận tội hết. Tại vì nếu mà anh nhận tội thì bắt người vợ vào tù rồi hai đứa con đó ai nuôi? Hai đứa con này ai nuôi? Đó, hai đứa con còn nhỏ xíu nè. Vợ chồng người ta đang hạnh phúc gì đó, tự nhiên bắt chồng người ta vô tù. Có phải chế độ này nó mọi rợ không? Còn chị Tâm này cũng có đứa con gái nữa nè. Khi không bắt người mẹ vô tù à. Dư luận phản ứng ra sao? Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên án việc chính quyền Việt Nam kết tội Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Tổ chức nhân quyền lên án là đúng rồi. Người ta nhìn ở hải ngoại, người ta nhìn thấy hết đó. Họ yêu cầu lập tức hủy bỏ cáo buộc mang động cơ chính trị và phóng thích hai nhà hoạt động. Không phải chỉ hai nhà hoạt động, mấy trăm người nè, mấy trăm người nè, cả ngàn người nè, phải bóng phóng thích người ta vì cái tội yêu nước thôi. Sau khi phiên tòa xét xử, bà Đỗ Thị Thu đã đăng tải nội dung được cho là lời nói sau cùng của chồng mình, ông Trịnh Bá Phương tại phiên tòa, trong đó ông Phương khẳng định rằng mình không có tội. Thấy không? Đánh đánh vào dương vật của người ta để người ta nhận tội luôn. Rồi rốt cuộc người ta cũng ra tòa, người ta nói rằng mình không có tội. Thấy không? Con người mà làm sao mà ép người ta được, phải chứng minh chứ. Chứng minh người ta có tội, không cần phải đánh đập. Không cần phải đánh đập người ta, không cần phải tra tấn người ta. Tại sao cái đất nước này nó cứ tra tấn người dân hoài à? Lời nói sau cùng của Trịnh Bá Phương được đăng tải trên Facebook như bên dưới. Tôi đấu tranh với mong muốn đất nước tôi không còn tình trạng hàng trăm người bị chết trong tròn công an. Thấy không? Cái ông mà đại tướng gì? Đại tướng mà Bộ Công an mà bị chết ta. Để TV256 suy nghĩ một chút xíu. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Ông Trần Đại Quang đưa ra trước Quốc hội nha. Là từ năm 2011 cho đến 2014 có 226 người dân bị chết trong đồn công an. Bị đánh chết trong đồn công an bởi vì Trần Đại Quang mới bị gọi là virus lạ đó rồi rồi cũng bị chết luôn. Trần Đại Quang đó bị Nguyễn Phú Trọng giết, giết chết luôn. Người ta nhìn thấy rõ là khi mà Nguyễn Phú Trọng đó đi đi qua cái quan tài của đi vòng quanh cái quan tài của Trần Đại Đô Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng bấm ấn hai ngón tay cái gọi là ấn kim cang đó để mà trừ ma quỷ đó, làm người ta nghi ngờ đó là Nguyễn Phú Trọng đã giết chết Trần Đại Quang về cái con da virus lạ đó. Nó ghê gớm như vậy đó. Mà người ta nghi ngờ cũng đúng thôi. Tại Trần Đại Quang gọi là dám nói thẳng là có 226 người dân đã bị chết trong đồn công an. Từ năm 2011 đến 2014. Chuyện này thì nó quá nhiều lần rồi người dân biết hết. Thấy không? Thành ra anh Nguyễn Bá Phương, Trần Trịnh Bá Phương anh mới nói rằng tôi đấu tranh với mong muốn đất nước tôi không còn tình trạng hàng trăm người bị đánh chết trong đồn công an. Có phải là anh yêu thương cái đất nước này không?
ảnh yêu thương cái đất nước này, thành ra ảnh không muốn người dân bị đánh chết ở trong đồn công an nữa. Anh Trịnh Bá Phương, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nói ra những cái lời mà trong tâm như thế này, không có khuất phục bọn cường quyền. Anh bị đánh anh vẫn tiếp tục anh nói. Anh bị đánh anh vẫn tiếp tục anh nói rằng anh vô tội. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng người Việt phải rời bỏ quê hương đi làm thuê ở xứ người qua những tổ chức buôn người với vỏ bọc xuất khẩu lao động. Đó, anh bị Trịnh Bá Phương, anh thương cái đất nước này, anh yêu cái đất nước này. Ngày hôm nay anh vào trong tù, hàng trăm người đang bị bắt đang ở trong tù vì yêu thương cái đất nước này. Thì TV256 xin hỏi quý vị rằng kẻ mà bắt những người yêu nước bỏ trong tù, những kẻ đó là ai? Quý vị phải gọi những kẻ đó là ai? Đâu có còn gì mà cách khác hơn đâu. TV256 gọi thẳng là những cái thằng phản quốc mới đi bắt người ta bỏ vô trong tù, bắt người yêu nước bỏ vô trong tù. Những người yêu nước bị bắt bỏ trong tù là bởi những thằng phản quốc. Nó phản phản quốc là những nó hành động man rợ như vậy đó. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng đảng cử dân bầu. Thấy không? Hồi nãy TV26 đã nói rồi, 100 triệu dân là 95 triệu dân là phải có 475 người làm đại biểu quốc hội mà không có cộng sản. Tại vì dân nó chiếm số đông nữa thì dân phải có 475 triệu, còn đảng chỉ có 5 triệu thôi, giỏi lắm đảng bầu được 25 người đại biểu thôi. Mà tại sao chúng ta thấy rằng là trong khi năm trăm tên đó đại biểu quốc hội đó, là nó không phải là đại biểu quốc hội, nó chỉ là đảng hội thôi. 500 tên đó là những 500 tên cộng sản, họ là đảng viên của đảng cộng sản. Trong khi người dân là 100 triệu dân, 95 triệu dân họ không có trong đảng, thì người ta phải bầu được tới 45 7 475 người ở trong quốc hội. Cộng sản chỉ là thiểu số 5 phần trăm thôi. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng áp bức bóc lột, và tôi chống đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm chính nghĩa. Thấy không? Đây là vấn đề bất đồng chính kiến. Bất đồng chính kiến, họ không thích gọi là chủ nghĩa cộng sản. Mấy anh ghét vô người ta vào cái tội gọi là hình sự, cái này làm sao mà hình sự được, nhục cơ. Các anh cầm súng rồi có dùi cui có nhà tù rồi các tội người ta bậy bạ, tôi không có tội với dân với nước, chính đảng Cộng sản Việt Nam mới tổ chức phản bội bán nước hại dân. Thấy không? Anh Trịnh Bá Phương anh tố cáo như vậy. Tôi không có tội với dân, với nước. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội bán nước hại dân. Phản bội đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ Việt Cộng đang phản bội đất nước khi mà bắt giam những người yêu nước này. Tôi lên đấy, TV256 lên đáng cái chế độ Việt Cộng đã bắt giam những người yêu nước này.
mà những người yêu nước rất là can trường như thế này. Chuyên Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm đối với TV256 đây là một TV hay nói đùa đó là dân biểu Nguyễn Thị Tâm. Tại vì chỉ cô ta làm việc cho dân. TV thấy rõ điều đó. Thành ra TV gọi cô ta là dân biểu Nguyễn Thị Tâm. Với cái lòng kính trọng. Kính trọng và biết ơn. Anh Trịnh Bá Phương cũng vậy. TV26 cảm ơn anh. Kính trọng anh. Kính trọng quý chị Nguyễn Thị Tâm. Đây là hai anh hùng của TV26. TV rất thương mến hai người này. Sự thật thì cũng không phải là hai người này, thì rất là nhiều người mà TV rất quý mến. Quý anh chị em nhìn những người mặc những người này coi, thấy không? Anh Trần Quốc Khánh nè, Trương Duy Nhất nè, Trần Quỳnh Duy Trúc nè, 16 năm tù. Chị Cấn Thị Thiêu 3 lần bị bắt giam, cũng vẫn tiếp tục con đường của mình. Những người này làm sao mà gọi là tội tội hình sự được? Còn đây là Nguyễn Võ Kiên nè, người này đó cầm cái búa tày sồi đấy nè, để mà muốn gọi là đập vào cái lăng Hồ Chí Minh, cái lăng mà giặc tàu Hồ Chí Minh là Hồ Quang đó, thiếu tá Hồ Quang của quân đội giải phóng quân của Trung Quốc đó. Người này biết rất rõ Hồ Quang đó tính là một thằng giặc tàu, thành ra người này cầm cái búa tày sồi để mà đập cái lăng Hồ Chí Minh, và anh Nguyễn Võ Kiên này anh bị bắt. Ảnh là người của giáo phái rồi là Pháp Luân Công Việt Nam á. Anh mà bận áo vàng kế chị Nguyễn Thị Tâm đó, là những người mà TV rất là yêu mến. Anh Trần Quốc Khánh đây, anh Trương Duy Nhất đây, anh Trần Quỳnh Duy Thức đây, chị Cấn Thị Thiêu đây, anh Trần Anh Kim, nghĩa là trung tá Trần Anh Kim đây, mang cái quân phục của Việt Cộng đây, mà cũng bị bắt vô trong tù nữa, mà bị bắt về cái tội gọi là tội là 79 á, mà bây giờ 79 đã xóa bỏ rồi, đổi thành là một cái tội là 109 rồi, cái tội mà đòi lật đổ chính quyền nhân dân đó, mà bây giờ đổi cái tên rồi mà cũng không thả người ta. Rồi đây là nhà báo Phạm Thành đây, bà Đằng Xè đây, anh Dưỡng Nguyễn đây, những cái người mà thân yêu, những người mà TV rất là yêu mến, rồi anh Trịnh Bá Phương, anh Trịnh Bá Tư, rồi chị Huệ Như nữa. Không không nào, bây giờ những hình ảnh nó thân thương như thế này, Lê Thanh Tùng nữa, rồi Phạm Đông Trang nè, Nguyễn Tường Thủy nè, Nguyễn Văn Khóa nè, Nguyễn Thị Cẩm Thúy nè, anh Ngô Văn Dũng nè, tất cả những người này là những người yêu nước. Thầy giáo Nguyễn Văn Tĩnh nè, chỉ vì cái bài ca thôi, Việt Nam tôi đâu thôi đã bị bắt vô tù rồi. Anh Nguyễn Viết Dũng nè, thấy không? Cái chính kiến người ta khác biệt, cái chính kiến người ta thương cái lá cờ vàng bạc sục đỏ, đó là cái quyền của người ta. Nước Mỹ cũng có nội chiến giống như bên Việt Nam, nhưng mà người ta vẫn tôn trọng lá cờ, người ta vẫn tôn trọng lá cờ của phe thua cuộc, và đến ngày nay hôm nay người ta vẫn tôn trọng lá cờ đó, bởi vì nước Mỹ không có hận thù như vậy. Nước Mỹ không có hận thù, ngày nay nước Mỹ mới hùng mạnh như vậy. Tại sao mấy thằng cộng sản như các anh
lúc nào cũng nghĩ đến hận thù, hận thù, hận thù. Trong khi các anh cùng là một dòng máu với mẹ mẹ Âu Cơ, Lạc Long Quân với mẹ Âu Cơ, các anh cùng một dòng máu, chung trong một bọc, gọi là trong chung trong một bào thai, nó gọi là đồng bào, là như thế. Đồng bào cái nghĩa nó là như thế, chúng ta cùng trong một bọc bào thai mà các anh đối xử với người mà cùng dòng máu với mình như vậy, các anh có xấu hổ không? Bởi vì người ta nói các anh là một lũ bội tình, là vậy. Bội tình là giết người anh em của mình, tìm mọi cách để giết người anh em của mình, giết những người yêu nước của mình gì nè, cùng là người dòng máu với mình bội tình là mình giết người ta, mình bỏ người ta đưa trong tù vì người không, vì người ta cánh lòng yêu nước thôi. Đây là Nguyễn Văn Đức Đô nè, người ta chỉ đưa cái biểu ngữ rồi là trả lại biển sạch cho dân thôi. À, người ta không có tội gì hết. Tội nằm ở đâu? Nguyễn Văn Đức Đô nè, trả lại biển sạch cho dân nè. Lê Anh Hùng nè, bị chuyển vào trại tâm thần. Nói người ta bị tâm thần chứ anh Lê Anh Hùng anh đâu có tâm thần đâu. Anh Lê Anh Hùng ổng tố cáo những cái việc làm của mấy quan chức cao cấp nè. Nè, anh Nguyễn Trung Lĩnh nè, mục sư Nguyễn Trung Tôn nè, đây là những người yêu nước không? Phải trả quốc hội lại cho dân, thấy không? Ông anh Phạm Đức Thạch nè, Trần Đức Thạch đó. Anh Trần Đức Thạch là anh là cán bộ cộng sản đó, mà anh còn lên tiếng rồi là trả lại quốc hội cho dân đó. Anh nhìn thấy được sự thật, anh là người cộng sản đó. Trần Đức Thạch đó, Trong Văn Khảm nè, Ngô Hào nè, anh Ngô Hào nè, người ta cũng đã lớn tuổi rồi nè, người ta không có tội gì hết. Phạm Chí Dũng, nhà báo Phạm Chí Dũng nè, Châu Văn Khảm nè, các anh có theo đảng được thì người ta theo đảng cũng được, thấy không? Các anh có Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi Hiến pháp điều 25 cho phép lập hội lập đảng, thì anh Châu Văn Khảm này là người đảng viên của Đảng Việt Tân, không sao hết á. Tại sao các anh bắt người ta vì người ta là đảng viên Đảng Việt Tân? Nguyễn Văn Túc nè, Trương Minh Đức nè, Trương Minh Đức là người mà bị cộng sản đánh rồi là què cái tay rồi thả ra, rồi bây giờ cũng bắt giam nữa. Chắc anh có thể mà thay đổi được cái sự suy nghĩ của người ta không, mà các anh cứ bắt giam người ta tàn nhẫn như vậy. Anh Nguyễn Bắc Triển cũng vậy, các anh bắt giam anh Nguyễn Bắc Triển biết bao nhiêu lần rồi mà người ta có thay đổi không? Tại vì cái chính kiến người ta khác biệt với anh. Các anh phải tôn trọng cái chính kiến khác biệt của người ta, chứ không phải là người ta bị tội hình sự. Các anh rất là lưu manh mất dạy khi mà gọi người ta rồi là mang cái bản án rồi là hình sự, đúng không? Phạm Văn Trội nè, toàn là bắt những người mà yêu nước không à, khúc đàn thiệt. Thế không biết bao nhiêu người, Quỳnh Thục Chi nè, người ta tội gì?
người ta có cái quyền, người ta không thích cộng sản, người ta xịt lá, xịt sơn lên cái lá cờ cộng sản, xịt sơn lên cái lá phượt Phúc Kiến, mấy anh nó phải quỳ lại cái chị Thùng Huỳnh Thục Vĩ, cảm ơn cô Huỳnh Thục Vĩ đã chỉ cho tôi biết lá cờ Phúc Kiến này đó không có xứng đáng là cái lá cờ Tổ quốc. Mai mốt các anh sẽ thấy nên quỳ lại cô Huỳnh Thục Vĩ, các anh nên quỳ lại cô Huỳnh Thục Vĩ khi mà cái đất nước nó thay đổi. Không thể nào mà cái lá cờ Phúc Kiến mà cứ tiếp tục mà thờ lại như vậy. Lê Đình Lượng nè, đây là anh Lê Chí Thành cũng là một người của Đảng Cộng sản đó, mà người ta đại úy Lê Chí Thành, người ta lên án các anh, người ta chống lại các anh, và chắc anh biết rằng là các anh đã đi đường lối mà sai lầm rồi. Nguyễn Ngọc Ánh nè, thấy không, Huỳnh Trương Ca nè, những người này không có tội gì hết, họ chỉ gọi là công bố cái bản hiến pháp thôi, họ mua cái bản hiến pháp cho dân thì họ công bố. Xin lỗi nha, chị Nguyễn Thúy Hạnh nè, anh Lưu Văn Viện Vịnh nè, bác sĩ Hồ Hải nè, anh Dương Đình Tả nè, đây là những người gọi là rất là can đảm. Tức là những người này là những người yêu nước, thấy không? Đây là Phạm Văn Điệp nè, Phạm Văn Điệp là người gọi là theo các anh đó, mà các anh cũng bắt giam nữa. Phạm Văn Điệp là một người mà rất là rành về Pao Thoát, rồi là cầm mic ở trên Pao Thoát để mà nói chuyện với TV256, và TV256 thường là phản bác cái anh Phạm Văn Điệp vì cái tư tưởng cộng sản của anh. Anh là một người gọi là theo cộng sản Phạm Văn Điệp, mà rốt cuộc là các anh cũng bắt anh Phạm Văn Điệp nữa, các anh bắt bắt người của các anh. Phạm Văn Điệp rồi chỉ sống ở tiệp khách thôi, rồi Phạm Văn Điệp rồi về nước rồi các anh bắt Phạm Văn Điệp, thấy man rợ không? Trong khi Phạm Văn Điệp này đó gọi là phản biện với TV256 rất rất là nhiều lần, tại vì TV256 làm MC ở trong Pao Thoát mà Phạm Văn Điệp giơ tay lên biết bao nhiêu lần mà TV cũng phản biện với anh Phạm Văn Điệp vì cái tư tưởng cộng sản của anh. Mà rốt cuộc cái người mà có tư tưởng cộng sản cũng giống anh được, cái giống anh được các anh lại bắt, thấy không? Lê Trọng Hùng nè, người ta ra ứng cử gọi là đại biểu quốc hội, các anh cũng bắt người ta vô tù nữa, trong khi vợ người ta đang bị mù lòa, có đứa con thơ nữa, các anh khốn nạn không, thấy không? Còn các anh bắt đi cả cái người mà Vũ Quang Thuận nữa nè, các anh biết cầm tù người ta biết bao lâu rồi, Vũ Quang Thuận nè, thấy không? Rồi các anh bắt luôn cả anh Nguyễn Văn Điển nè, cũng là người cộng tác với anh Vũ Quang Thuận nè, rồi bắt luôn cả Đỗ Nam Trung nè. Đây đây là cái anh đang mất ký đây nè, Trương Châu Hữu Danh là người rất là TV rất là nể phục nè, cũng bị bắt, biết bao nhiêu người bị bắt. Nguyễn Thanh Oai nè, Đoàn Kiên Giang nè, Nguyễn Phước Bảo Trung nè, đây là những người mà người ta tu hành theo Phật giáo Hòa Hảo các anh cũng bắt nè, Lê Thế Thắng nè, bắt là Dương Thanh Thuận, con trai ông Dương Văn Thả, con trai ông Dương Văn Thả cũng bắt rồi luôn, hai cha con bắt hết.
Người 59 là Nguyễn Nhật Trường nè. Và người 60 đó là Nguyễn Văn Phượng nè. Và hai cháu song sinh của ông Thả nữa bắt hết. Gia đình ông Dương Văn Thả coi như bị bắt toàn bộ hết. Hoàng Đức Bình nè, Nguyễn Nam Phong nè, có ông này TV viết rất nhỏ không nhìn ra, ông này thì nhớ cái mặt nhưng mà không nhớ tên, xin lỗi cái tù nhân này, tù nhân này rất là dễ mến đó, nhưng mà bây giờ nhìn không ra cái chữ nhỏ quá, hôm nay phải sửa lại. Hồ sĩ Quyết nè, Trần Hoàng Phúc nè, cậu này rất còn trẻ mà hai mươi mấy tuổi đã vào tù rồi. Chánh trị sự Hứa Phi ở Cao Đài nè, tôn giáo các anh cũng bắt hết. Nguyễn Văn Viện, Trần Văn Quyền, Nguyễn Trung Trực, Bùi Văn Thuận, Nguyễn Chí Vững, Phan Công Hải, đó tất cả những người mà tù nhân bị bắt giam. Đây nè, thiền am bên bờ vũ trụ đây nè, Tịnh Thất Bồng Lai nè, các anh bắt nè. Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương nè, ba cái người này tài giỏi các anh cũng bắt hết. Đây là đàn áp tôn giáo chứ còn cái gì nữa. Đinh Thị Thu Thủy, Trương Hữu Lộc nè, Trương Hữu Lộc các anh cũng bắt. Nguyễn Thái Hưng nè, Vũ Thị Kim Hoàng nè, Nguyễn Đức Hùng nè, Ngô Công Trứ nè, cũng bắt hết. Tất cả những người yêu nước đều bị bắt hết. Đặng Hoàng Trung nè, Đặng Quang Khánh nè, Trần Thị Ánh Hoa nè, Nguyễn Bảo Tiên nè, Nguyễn Duy Hường, bác sĩ Nguyễn Đình Thành, Lê Văn Dũng là Dũng Vô Va, các anh cũng bắt nữa. Huỳnh Thị Tố Nga, Huỳnh Minh Tâm, Nguyễn Đức Thanh Bình, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Duy Linh, Cao Văn Dũng, Đặng Hoàng Minh, nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu, nhà báo của các anh cũng bắt nữa. Lê Thị Bình Quách Duy, Mai Văn Lợi, Linh Mục, Joan Pati, Sita, Trần Học Hiệu, với cái chết bằng các viên đạn xử bắn vào xế chiều ngày 5 Tây tháng 11 một năm năm 1979 tại ấp Bà Thức, Suối Máu, Biên Hòa. Đặng Đình Bách, Nguyễn Thị Khanh người ta làm về môi trường thôi, các anh cũng bắt bỏ trong tù nữa. Nguyễn Trí Doan cũng bắt.
Vũ Tiến Chi, Lê Quý Lộc, tất cả những người này là những người yêu nước, họ không phải bị tội hình sự đâu nha quý anh chị em. Tội hình sự là cái đó là tuyên truyền láo khoét đó, cái đó mới mang tội tuyên truyền láo khoét ấy. Rất là khốn nạn. Mấy người này bị các anh bắt bỏ tù hết, hiểu không nổi luôn á. Mình không hiểu cái chế độ mà tại sao nó phản quốc đến như vậy, nó bắt hết tất cả những người yêu nước như vậy. Giờ thấy cái nụ cười của anh Vượng Vượng Nguyễn không, người trai trẻ mà hiên ngang như vậy mà các anh cũng bỏ vô tù, những người yêu nước như vậy. Nhìn cái gương mặt chị Cấn Thị Thêu ấy, nó thể hiện ra cái sự can trường, sự can đảm như vậy, các anh cũng bỏ vô tù. Anh Trần Quân Di Thức cũng vậy, anh Trần Quốc Khánh cũng vậy. Anh Trần Quốc Khánh là người đi bộ đội, mà các anh cũng bắt vô tù. Nhìn nhìn mình thấy thương làm sao luôn. Mình thấy thương vô cùng luôn với tất cả những người yêu nước này. Mình càng thương thì mình càng hận cái chế độ Việt Cộng. Rồi làm sao các anh đoàn kết dân tộc được? Các anh làm sao đoàn kết dân tộc được khi mà các anh bắt giam những người yêu nước như thế này? Miệng các anh nói hòa hợp hòa giải mà các anh bắt những người yêu nước như thế này, rồi nói gì mà làm sao mà đoàn kết dân tộc được? Thấy không? Các anh đừng có xạo. Thấy không? Xạo sự không à. Chứ các anh đâu có cái mục tiêu của các anh đâu có hòa giải đâu. Mục tiêu của các anh là hận thù, truy cùng, giết tận tất cả những người mà đồng bào của mình, đồng bào ruột thịt của mình. Cái chế độ của anh đó không có xứng đáng làm con người. Các anh không đáng làm con người. Các anh chỉ là những con thú ấy. Con thú là giết đồng loại của mình, giết đồng bào của mình. Thấy không? Ông Trịnh Công Sơn nói rất là đúng đó. Thấy không? Gia tài của mẹ đó, một bộ lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình. Các anh là một lũ bội tình mà anh Trịnh Công Sơn đã nói, đã lên án các anh. Các anh làm những cái điều mà khốn nạn, gọi là vinh danh những cái hình ảnh của chị Trịnh Công Sơn, là làm tượng Trịnh Công Sơn, rồi làm phố đi bộ Trịnh Công Sơn, rồi làm con đường Trịnh Công Sơn luôn. Các anh cầm nhầm Trịnh Công Sơn là người theo cộng sản của các anh. Các anh có xấu hổ không khi mà Trịnh Công Sơn nói rằng các anh là một lũ lai căng, một lũ bội tình? Đừng có cầm nhầm Trịnh Công Sơn. Đừng có cầm nhầm Trịnh Công Sơn là người của mình, trong khi Trịnh Công Sơn tố cáo các anh là một lũ lai căng. Lai căng là các anh treo cái hình ảnh Các Mác Lênin. Hai cái thằng đó là lai căng đó. Các anh đem cái lá cờ búa liềm của Nga về làm cái cờ đảng. Các anh là làm những cái chuyện lai căng. Các anh mang cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến về làm cái cờ tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng nó phát nguồn từ cái cờ Phúc Kiến. Các anh mang cái cờ của ngoại bang vô làm cờ tổ quốc. Các anh là những bộ lai căng. Các anh là một lũ bội tình. Bội tình là giết người anh em ruột thịt của mình, tìm mọi cách để mà làm cái con đường mòn Hồ Chí Minh để mà giết người anh em của mình. Các anh là một lũ bội tình. Đúng không? Các anh tìm mọi cách để mà tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa, để mà gây xảy ra cái cuộc nội chiến mà trên 3 triệu người chết. Các anh, Trịnh Công Sơn nói đúng, các anh là một lũ bội tình.
Các anh còn nói với gì nữa? Một người mẹ chửi các anh là bội tình, một người chửi các anh là bọn lai căng. Các anh đưa Trịnh Công Sơn, nặng thượng Trịnh Công Sơn, có thấy xấu hổ không? Các anh thấy xấu hổ không? Tại sao vẫn còn làm phố đi bộ Trịnh Công Sơn nữa, rồi mà làm mang cái tên đường Trịnh Công Sơn nữa, trong khi Trịnh Công Sơn chửi vào bộ mặt của các anh là một lũ bội tình, một lũ lai căng. Không, 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, hai mươi năm nội chiến từng ngày. Trịnh Công Sơn đâu có công nhận là cuộc đấu tranh rồi đi giải phóng như đó, mà nó rõ ràng là nó nội chiến. Chửi vào mặt các anh đừng có nói là chống Mỹ cứu nước. Mỹ còn đâu mà chống nữa, sau khi ký mà hòa ước gọi là 27 tháng Giêng năm 1973 là Mỹ rút quân hết rồi. Còn cái gì mà chống Mỹ cứu nước nữa? Dạ. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Nói riết mình mệt rồi không hay. Xin lỗi quý anh chị em. Bởi vì người ta nói có cái tật bỏ không được. Mỗi lần mình nói mà với mấy cái thằng Việt Cộng là tự nhiên mình lớn tiếng. Rồi cái là mình nhớ lại rồi mình quên đó. Rồi cái là mình thấy mình khan cổ họng rồi. Thấy không? Bởi vì khổ, bỏ không được. Nói hoài cũng bỏ không được. Tại vì nó thuộc về cái bản tính rồi. Cái bản tính rồi mình cũng muốn nói những cái lời dịu ngọt, dịu hiền. Nhưng mà mình thứ ơi, làm sao mình chấp nhận nói? Mình con người làm sao mình biết, nhưng mình không tránh được. Thành ra mong quý anh chị em thông cảm cho mình. Thấy không? Mỗi lần mình nhắc tới cái chế độ Việt Cộng là mình thấy mội rợ rồi. Nó mội rợ. Thấy không? Nó chỉ biết tiêu diệt người dân yêu nước thôi. Nó tiêu diệt tất cả những người yêu nước. Những người này, những người yêu nước rõ ràng luôn. Nó làm sao mà bị tội hình sự được? Họ đâu có ăn cướp, ăn trộm gì của ai đâu. Tất cả những người đó, họ đều có cái tình thương với đất nước. Phải không? Không có một người nào mà bị tội hình sự hết. Họ chỉ vì cái tấm lòng yêu nước của họ và họ bị bắt vào trong tù. Cảm ơn quý chị đã lắng nghe vào phút chót nha. Dạ, TV xin mến chào.